Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi nhan sắc của mình. Cuộc thi Nam Vương đầu tiên của năm 2022 là Mr. Global Nam Vương toàn cầu lần thứ 7 vừa chính thức khép lại với đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại tỉnh Mahasarakham của Thái Lan. Mr. Global năm 2022 đánh dấu sự quay trở lại của cuộc thi sau 2 năm buộc phải hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với sự tham dự của 33 thí sinh trên toàn thế giới. Chàng Nam Vương đại diện của Tây Ban Nha Miguel Angel Lucas đã đăng quang ngôi vị Nam Vương toàn cầu năm 2022. Anh chàng kế nhiệm Nam Vương toàn cầu năm 2019 Jong Woo Kim đến từ Hàn Quốc. Chàng tân Nam Vương toàn cầu năm nay mới chỉ 22 tuổi, cao 1m95, hiện tại anh đang là người mẫu kiêm diễn viên tại Tây Ban Nha. Từ ngày đăng quang Mr. Global Spain, tức Nam Vương toàn cầu Tây Ban Nha năm 2021, với gương mặt điển trai hút ánh nhìn cùng body sáu múi gợi cảm, Michael đã được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Mr. Global năm nay, và kết quả chung cuộc đã không làm đa phần khán giả theo dõi cuộc thi phải thất vọng. Đại diện của Việt Nam, chàng trai Danh Chiếu Linh đã thể hiện tương đối xuất sắc trong đêm chung kết và đã cán đích với ngôi vị Á Vương 1 đầy tự hào. Đây là thành tích cao thứ hai của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này, xếp sau thành tích đăng quang ngôi vị Nam Vương toàn cầu năm 2015 của Nam Vương Nguyễn Văn Sơn. Chàng trai đến từ Hàn Quốc Dong Woo Shin đã đạt được danh hiệu Á Vương 2, các danh hiệu Á Vương 3 và Á Vương 4 lần lượt được trao cho đại diện đến từ Venezuela và Mexico. Đại diện nước chủ nhà Thái Lan Thiraphat Chettiachai đã dừng chân ở top 10 một cách đầy nối tiếc cùng với các đại diện của Cuba, nước Mỹ, Brazil và Hồng Kông. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và tìm hiểu kỹ hơn về chàng trai Danh Chiếu Linh đã xuất sắc đạt được danh hiệu Á Vương 1 tại cuộc thi Nam Vương toàn cầu năm 2022 này nhé. Our first contestant to make it to the final 5 is Mr. Global Vietnam. Come to the center of the stage, please. So ladies and gentlemen, now it's time for his question. Your question is that if you had the opportunity to get a message across a large group of people, what would your message be? Cơ hội để gửi một thông điệp đến với tất cả mọi người thì anh sẽ gửi thông điệp gì? Xin chào, tôi xin trả lời phần thi ứng xử của tôi bằng tiếng Việt Nam. Công việc hiện tại của tôi là làm nông. Tôi rất vui và công việc của mình. Tôi sẽ truyền cảm hứng và nói với mọi người rằng tôi sẽ được mọi người quý mến. Và cảm hứng của tôi dành cho mọi người. Xin cảm ơn. Okay. So, translation. สวัสดีครับทุกคนผมคือเป็นจริงๆแล้วผมเป็นชาวนาผมชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกผักเพราะฉะนั้นผมอยากจะส่งแรงบันดาลใจถึงทุกคนว่าอยากให้ทุกคนจงปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้เหมือนกับต้นไม้ปกป้องให้พวกเราค่ะ Alright, so the English translation, he said that he is a farmer and he likes growing plants, right? And he wants to everyone to grow plants just to love the environment. Is that right? Okay, thank you so much, Mr. Global Vietnam, for your ideas and for your answers. Danh Chiếu Linh là một chàng trai người dân tộc Khmer, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bảo Lâm, Lâm Đồng. Anh chàng là một cái tên khá mới mẻ với làng giải trí Việt và gây nhiều bất ngờ cho các khán giả hâm mộ khi được công bố đại diện Việt Nam. Anh sinh năm 1996 tại Kiên Giang, sở hữu chiều cao 1m85 cùng cân nặng 83kg và số đo 107-79-100cm. Anh chàng từng vào đến top 30 cuộc thi Mr. Việt Nam năm 2019. Với làn da ngăm ngậm nắng, vẻ ngoài mộc mạc, chân chất, Danh Linh thực sự là một chàng lực điền của núi rừng nhưng có thân hình lý tưởng của một người mẫu. Đó là yếu tố khiến Danh Chiếu Linh khác biệt so với rất nhiều người khác. Trước đó, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mr. Global năm 2022 từng được công bố là á quân Mr. Việt Nam năm 2019, Trần Quang Thắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc thi đã không thể tổ chức liên tiếp 2 năm 2020 và 2021, nên Trần Quang Thắng từ chối dự thi vì bận việc gia đình trong năm nay. Điều đặc biệt mà đơn vị cử Danh Chiếu Linh đi thi là Leading Media nhắc đến về anh chàng là một farmer thực thụ, hoàn toàn không có vẻ hào nhoáng của những nam người mẫu đang hoạt động trong làng giải trí.
Danh Chiếu Linh tham gia cuộc thi Mr. Việt Nam vì muốn thử sức trong một cuộc thi của giới showbiz mà anh thường chỉ nhìn thấy trên TV và mạng xã hội và muốn vượt qua thử thách của chính bản thân. Cuộc sống của Danh Chiếu Linh gắn bó nhiều với thiên nhiên, trồng trọt và làm vườn cảnh quan. Vì bạn bè cổ vũ, động viên nên đi thi Mr. Việt Nam cho biết đó biết đây. Không có nhiều kinh nghiệm lăn xả trong showbiz cũng như các cuộc thi về nhan sắc, Mr. Việt Nam là cuộc thi duy nhất mà Danh Linh đăng ký và may mắn đạt lọt vào top 30 cuộc thi. Sau khi kết thúc cuộc thi, Danh Chiếu Linh trở lại với công việc thường ngày, vắng mặt trên các sàn catwalk hay mạng xã hội. Khi nhận được thông tin ban tổ chức mở rộng tuyển chọn Mr. Global Việt Nam trong top 30 Mr. Việt Nam, một lần nữa Danh Chiếu Linh mạnh dạn đăng ký dự tuyển vì muốn được trải nghiệm nhiều hơn, đến nhiều nơi hơn để tích lũy kinh nghiệm vốn sống và có những kỷ niệm của tuổi trẻ. Kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2014, Việt Nam của chúng ta liên tục có đại diện tham dự và đạt được những thành tích đáng nể tại đấu trường nhan sắc dành cho nam giới thuộc top 5 của thế giới này. Thành tích cao nhất của Việt Nam tại Mr. Global là đăng quang ngôi vị Nam Vương vào năm 2015 của Nam Vương Nguyễn Văn Sơn. Tiếp đến là danh hiệu Á Vương 1 của chàng trai Danh Chiếu Linh tại Mr. Global năm 2022. Chàng trai Nguyễn Hữu Vi đạt được danh hiệu Á Vương 3 tại Mr. Global năm 2014 và Nguyễn Văn Thuận với danh hiệu Á Vương 4 tại Mr. Global năm 2017. Hai đại diện là Mạc Trung Kiên và Nguyễn Hùng Cường cùng lọt vào top 16 tại hai cuộc thi Mr. Global năm 2018 và 2019. Trong 7 đại diện của Việt Nam, chỉ có chàng trai Nguyễn Phúc Vĩnh Cường là không đạt được thành tích tại Mr. Global năm 2016. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi Nam Vương và Hoa hậu trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.